thế là ở bất kỳ một đời đồng rồi có cái mẫu gì là theo người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Theo lẽ thường, để tuyển dụng một ai đó vào một công ty, một tổ chức, người ta thường dựa vào các tiêu chuẩn như tài năng, bằng cấp hay kinh nghiệm làm việc. Đức Giê-xu không theo lẽ thường ấy. Ngài tuyển chọn các môn đệ theo tiêu chuẩn riêng của Ngài. Người ta vẫn thường nói, thầy nào trò nấy. Trong khi Đức Giê-xu đang là một nhân vật nổi bật trong dân, một bậc thầy với những giáo huấn đầy khôn ngoan, thế mà bốn người môn đệ đầu tiên lại chỉ xuất thân là dân trải lưới. Họ chẳng phải người trí thức, cũng không phải là những người có tiếng tăm ở trong dân. Xem ra xuất phát điểm của trò không mấy tương xứng với vị thế của thầy. Hơn thế nữa, họ còn là những kẻ tội lỗi. Điều đó lại càng là khoảng cách lớn đối với Đức Giê-xu, đấng thánh của Thiên Chúa. Thế nhưng, Đức Giê-xu đã kêu gọi và tuyển chọn họ. Ngài không nhìn đến xuất thân, những hạn chế hay yếu đuối của họ. Ngài đã tuyển chọn họ vì tình thương. Quả vậy, được Thiên Chúa tuyển chọn là niềm hạnh phúc lớn lao của các môn đệ, trong khi các ông chẳng là gì. Do đó, người môn đệ cần mang lấy tâm tình tạ ơn vì ơn kêu gọi nhưng không của Thiên Chúa, và biết sống khiêm nhường. Nhờ đó, người môn đệ nhận ra quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, khám phá ra con người bất xứng và tội lỗi của mình, đồng thời cảm nếm hồng ân được tuyển chọn. Bên cạnh đó, được Thiên Chúa tuyển chọn cũng đồng nghĩa với việc nhận lãnh sứ vụ được trao phó. Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế nên người môn đệ còn phải có thái độ dứt khoát, từ bỏ mọi sự để bước theo Đức Giê-xu và can đảm thực thi sứ vụ. Đó là thái độ đáp trả cần thiết của người môn đệ, những người đã được tuyển chọn vì tình yêu. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống khiêm nhường để lắng nghe tiếng gọi của Ngài. Xin cho chúng con biết từ bỏ những ích kỷ và tội lỗi để được sống xứng đáng hơn với ơn kêu gọi của Ngài. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa.